Có này mấy bôn xuống đây chơi với mẹ nè các em. Ông đang ngồi hát này các em. Bánh ăn không? Dẫn đi bánh ăn nè. Kẹo không? Vào bên trong rồi cả nhà. Chiều này là chạy ra mẹ nè. Ai vậy?
Hôm nay thì anh có rất nhiều bom đi chơi nè cả nhà. À, đi vô rồi. Chiều nay phải nói rất là vui luôn cả nhà. Đó. Vừa anh Phương và chị Bùm Bùm nó đi ra bên ngoài nè cả nhà. Dạ bánh chào đại đình ha. Hiện tại thì xe 16 chỗ cả nhà. Cũng mới đến và vào trong mùa hè ủng hộ chị Hồng Loan luôn cả nhà. Đó, bây giờ thì xe nó đi rồi cả nhà. Đó, kẹt xe nguyên một con đường luôn.